chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành present perfect tense. Trước tiên chúng ta sẽ xác định tình huống là khi nào chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Rồi mấy bạn nhìn vào hình nha, cô có một ví dụ. Now this is the picture of Ho Chi Minh City. Đây là thành phố Hồ Chí Minh, mấy bạn thấy không? Bến Thành Market. And the year you see this is 2000s, năm 2000 mấy bạn. And this is Sue, the little girl is Sue. Bạn này tên là Sue mấy bạn nha. Rồi cô cho tình huống là gì đây? Rồi bạn Sue còn bé xíu. Bạn ấy đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh cách đây 21 năm. Đúng không? Bây giờ bạn Su đặt tình huống hồi đó bạn là một cô bé, đúng không? Bạn đến thành phố thăm thành phố Hồ Chí Minh cách đây 21 năm. À, cái hành động mà bà cô bé này đến thăm thành phố này đã xảy ra và kết thúc cách đây 21 năm rồi. Mấy bạn còn thấy chữ ago không? Cô từng nói đúng không? Quá khứ đơn. Ok, simple past tense. Rồi, còn đây là ed bởi vì visit là động từ thường cho nên chúng ta thêm động từ hợp quy tắc cho nên chúng ta chỉ cần thêm ed. Rồi đã xảy ra và kết thúc rồi. Còn cô đặt tình huống tiếp theo nha. Ví dụ như là bạn Su này đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và thấy thành phố rất là đẹp cho nên bạn ấy đã sau đó đã đến thành phố và ở đó luôn. Rồi bạn ấy ở đó luôn từ năm đó luôn từ năm 2000 cho đến tận bây giờ. Vậy thì các bạn thấy không? Cách đây 21 năm bạn ấy đã đến thành phố Hồ Chí Minh và ở cho đến tận bây giờ. Và tương lai bạn ấy cũng vẫn có thể sẽ ở tiếp ha. This is Sue. Đây là Sue nè. Bây giờ bạn ấy đã là một phụ nữ rồi, lớn rồi ha, 21 năm sau. Vậy là bạn ấy đã ở thành phố từ năm 2000 cho đến tận bây giờ và có thể là tương lai nữa. Vậy thì diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, đang tiếp diễn ở hiện tại và có thể xảy ra ở tương lai nữa thì chúng ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. À, đây là câu cô có thể đặt nè mấy bạn. She has lived in Ho Chi Minh City for 21 years. Cô ấy đã ở thành phố được 21 năm rồi. Được 21 năm rồi. 21 năm này là một khoảng thời gian mấy bạn. Khoảng thời gian cho nên cô sẽ dùng chữ for để diễn tả. For 21 years. Cô có một từ khác nữa có thể diễn tả tương đương nhưng mà sử dụng từ khác. Đây, she has lived in Ho Chi Minh City since 2000. À, cô ấy đã ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000. Năm 2000 là một mốc thời gian, một điểm thời gian. Nếu mà nói về khoảng thời gian thì hai câu này hoàn toàn giống nhau đúng không mấy bạn? Nhưng khác nhau ở chỗ for là một khoảng thời gian, còn since là một điểm thời gian hoặc là một mốc thời gian đúng không mấy bạn? Rồi, vậy là chúng ta đã xác định được khi nào sử dụng hiện tại hoàn thành rồi đúng không mấy bạn? Nhắc lại, diễn tả một hành động đã xảy ra ở quá khứ, đang tiếp diễn ở hiện tại và có thể xảy ra ở tương lai nữa thì chúng ta sẽ sử dụng present perfect tense, ok? Rồi, sau đó chúng ta sẽ xác định công thức mấy bạn. Rồi, thì hiện tại hoàn thành cũng giống như các thì khác thôi, phải có ba thể khẳng định, phủ định và câu hỏi hay là gọi là nghi vấn đó. Rồi, câu khẳng định thì công thức của nó sẽ có hai từ have hoặc là has, hai sự lựa chọn mấy bạn. Sau đó đến động từ thêm ed nếu hợp quy tắc, còn bất quy tắc nó sẽ là ở cột thứ ba mấy bạn. Rồi, khi nào chúng ta sử dụng have? Khi chủ ngữ là gì mấy bạn? I hoặc you, we hoặc they hoặc là số nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng have. Còn khi chủ ngữ là số ít, ví dụ như là gì mấy bạn? He, she, it hoặc là một danh từ ở số ít thì chúng ta sẽ sử dụng has. Ok. Rồi, cột thứ ba mà hồi cô sẽ nói cho mấy bạn sau, ví dụ như là lúc trước mấy bạn biết đúng không? Chữ ăn chẳng hạn eat, ate, eaten. Cột thứ ba là eaten, ok. Rồi còn tiếp theo là cô cho mấy bạn một ví dụ nè. Cô có ví dụ, mấy bạn nhìn vô hình đi. This is the boy and he can say
I have played the guitar since I was a child. Tôi chơi đàn guitar từ khi tôi còn là một đứa trẻ. À, sau sin là một mốc thời gian, không biết thời gian là bao lâu, chỉ biết rằng khi còn là một đứa trẻ. Mốc thời gian chúng ta sẽ sử dụng since nè mấy bạn. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. À, ngày xưa anh ta chơi từ khi còn là đứa trẻ, bây giờ vẫn đang chơi đó mấy bạn. Rồi, hành động kéo dài như thế sử dụng hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ là I've cho nên chúng ta sử dụng have. Rồi còn câu phủ định thì sao? Rất đơn giản mấy bạn, chỉ cần thêm not ở giữa have, has hoặc là và V3 hoặc là VED, đúng không? Rồi cô cho mấy bạn một ví dụ nè. Đấy. Chúng ta biến đổi cái câu ở phía trên thành câu phủ định. I haven't played the guitar since I was a child. Mấy bạn nhìn thấy không? Đó, chữ not cô viết tắt là gì? N rồi phẩy rồi T ha, haven't. Ok, haven't played. Tôi đã không chơi đàn guitar khi tôi còn là một đứa trẻ. Rồi, thể thứ ba chính là gì mấy bạn? Nghi vấn hay còn gọi là câu hỏi. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta đem have hoặc là has ra đằng trước chủ ngữ là được mấy bạn. Vậy thì câu ở trên chuyển như thế nào đây? Đây, chúng ta sẽ chuyển như thế này mấy bạn. Nhìn ha. Rồi, khi chủ ngữ là ai muốn chuyển sang câu hỏi thì chúng ta phải gì mấy bạn? Chuyển thành you. Chứ không thể nào mình tự hỏi mình have I. Kỳ lắm ha, mấy bạn sẽ chuyển thành you. Bạn có chơi đàn guitar từ khi bạn còn nhỏ, từ khi bạn còn nhỏ phải không? Ha, thì bây giờ mấy bạn thấy chữ have cô đem ra trước chủ ngữ. Chủ ngữ lúc này là gì mấy bạn? You, ok. Và cô đã dùng chữ have. Have you played the guitar since you were a child? Ok. Cũng là since ha. Đây là những dấu hiệu nhận biết. Rồi xong phần công thức thì chúng ta sẽ bước qua phần dấu hiệu nhận biết. Để có thể nhận biết dễ dàng đó là câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sẽ có dấu hiệu mấy bạn. Rồi cô sẽ giới thiệu cho mấy bạn một vài dấu hiệu nhận biết mấy bạn rất hay gặp. Và khi chỉ cần gặp những cái từ này trong câu, chúng ta sẽ chia câu đó sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Rồi, dấu hiệu đầu tiên đó. Dấu hiệu đầu tiên là chữ gì mấy bạn? Nếu trong câu có chữ just, recently, lately thì có nghĩa là gì mấy bạn? Gần đây, vừa mới. Cô giới thiệu thôi một hồi nữa, cô sẽ cho mấy bạn ví dụ cụ thể sau. Rồi, còn nữa, nếu trong câu còn có những chữ như chữ gì? Already là rồi, có nghĩa là làm xong một cái việc gì đó rồi ha. Rồi, thứ ba đó là chữ yet. Yet, chưa ha. Và chữ yet này nó sẽ không giống như chữ kia. Những chữ kia thường nó sẽ đứng giữa have, has, V3 hoặc VED. Nói chung là nó đứng giữa. Nhưng chữ yet nó đặc biệt một tí, nó sẽ đứng cuối câu và thường được dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi mấy bạn. Câu phủ định ha, là câu có chữ not hoặc là câu hỏi thôi. Được chưa? Yet, đọc là yet, TT. Ok, dấu hiệu thứ tư đó là chữ ever. Ever là đã từng. Ok, cái từ ever này cũng hay dùng trong câu hỏi mấy bạn ha. Rồi, dấu hiệu thứ năm đó là chữ gì? Never, never, không bao giờ hoặc chưa từng làm gì đó. Ok, và cuối cùng đó là chữ for hoặc là chữ since. Hai từ này hồi nãy cô giới thiệu cho mấy bạn rồi đúng không? For và since là hay gặp nhất, phổ biến nhất khi mà chúng ta muốn chia, muốn sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Ok, nào quãng thời gian mấy bạn. Còn since là mốc thời gian. Rồi, sau khi có những cái dấu hiệu nhận biết này rồi á, thì chúng ta sẽ chia thì hiện tại hoàn thành. Đặc biệt là các bạn lớp cấp 2, cấp 6 trở lên á, là mấy bạn phải nắm chắc phần này để mình chia thì cho đúng. Rồi, bây giờ cô sẽ cho mấy bạn ví dụ thật cụ thể ha. Rồi, mấy bạn nhìn xem. Đầu tiên cô cho mấy bạn sử dụng thì ví dụ về chữ for và chữ since. Hai từ này gặp nhiều nhất, phổ biến nhất nên cô sẽ giới thiệu trước mấy bạn. Rồi mấy bạn nhìn hình ha. This is the dad and the son. Ok, I say they. Ok, và mấy bạn thấy không? Đây là một dạng bài tập mấy bạn sẽ gặp nè. Rồi mấy bạn nhận thấy coi. Found the car for 15 minutes. Có nghĩa là gì? Họ đã tìm thấy cái xe... Họ tìm cái xe hơi của họ được 15 phút rồi. Có nghĩa là cách đây 15 phút họ đã tìm xe hơi và bây giờ là họ vẫn phải đang tìm.
Đúng chưa? Và bây giờ mấy bạn thấy đây là cột thứ ba đúng không? Mấy bạn có nhận ra chữ này không? Cột thứ ba của động từ gì mấy bạn? Chữ find, found, found. Động từ tìm thấy, cột thứ ba đúng không? Và nếu như trong câu mấy bạn gặp tình huống là cột thứ ba V3 hoặc là VET mà đằng trước bỏ trống cộng thêm chữ for như thế này nữa thì mấy bạn hãy nghĩ đến thì hiện tại hoàn thành chắc chắn là nó luôn. Và ở đây chủ ngữ là gì? Vậy là đằng trước thiếu have hoặc là has và chủ ngữ của nó là chữ they. They phải đương nhiên là chọn have đúng không mấy bạn? Đó, đây là bài của trình độ flyer rất là hay gặp luôn á. Cat nữa, cat cũng gặp. Ok. Rồi thêm một ví dụ cho mấy bạn tiếp. Rồi bây giờ cô ví dụ về chữ for. I study English for 5 years. Nghĩa là gì? Tôi học tiếng Anh được 5 năm rồi đó. À được 5 năm rồi là cách đây 5 năm đã học và bây giờ vẫn đang học. Ok, lại là chữ for dấu hiệu nhận biết. Vậy thì mình sẽ chia động từ study sang thì hiện tại hoàn thành. Và chủ ngữ lại là I, chúng ta sẽ sử dụng have. Và study là hợp quy tắc. Vậy thì chúng ta sẽ chia như thế này. Đó, mấy bạn thấy không? Chủ ngữ ở đây là I nè, đúng không? Thì ta phải dùng have. Và study này thì phải chuyển thành động từ có ed. Và tận cùng là ai chúng ta, why, chúng ta phải chuyển thành ai rồi mới được thêm ed. Nó hơi đặc biệt một tí ở chữ cái động từ study mấy bạn nha. Được chưa? Hợp quy tắc thêm ed thôi. Rồi, bây giờ cô cho mấy bạn thêm một ví dụ về chữ since nữa nè mấy bạn. Hay gặp nên ví dụ nhiều một tí. Rồi, she get blah 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 married since she was 25 years old. À, cô ấy kết hôn khi cô ấy 25 tuổi ha. Giờ không biết bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm rồi nhưng mà chỉ biết là khi 25 tuổi thì cô ấy kết hôn. Vậy là khi cô ấy 25 tuổi là mốc thời gian mấy bạn, điểm thời gian chúng ta sử dụng chữ since. Và khi gặp since thì ngay lập tức chúng ta sử dụng hiện tại hoàn thành. Rồi, vậy là cô sẽ chia như thế nào mấy bạn? Get là động từ bất quy tắc hay hợp quy tắc ta? Bất quy tắc. Đúng không nào? Get, got, got. Hoặc có thể mấy bạn dùng chữ gotten cũng đúng luôn mấy bạn. Cột thứ ba của got cũng có thể là gotten, ok? Của get. Rồi vậy thì cô sẽ chia như thế này mấy bạn. Đúng chưa? Rồi, vì là chủ ngữ là số ít she cho nên ta dùng has, ok? Và chữ get này biến thành cột thứ ba là got. Bất quy tắc. Ok, cho nên phải thuộc động từ bất quy tắc. Nếu không thuộc thì coi như bó tay không làm được gì nữa, đúng không? Rồi thêm một ví dụ về chữ yet. À, chữ yet là chưa và thường đứng cuối câu, dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi. À, đây câu phủ định là mấy bạn thấy chữ not không? À, nhìn cái hình nha, đang là một đống luôn nè, một đống bài luôn. She, he có nghĩa là gì? Anh ấy chưa hoàn thành xong bài tập của mình. Anh ta chưa làm xong bài tập. Vậy thôi, ha, chữ yet nè, chưa, ha, chưa. Rồi, đứng cuối câu chưa, câu phủ định nè. Vậy thì lại là gì? Thì hiện tại hoàn thành. Và chữ động từ do là động từ bất quy tắc hay hợp quy tắc? Bất quy tắc. Phải thuộc nha. Đó, bất quy tắc có rất là nhiều cho nên mấy bạn học lần lần đi là vừa đó. Và cô chia động từ đây. Hiện tại hoàn thành, present perfect. Rồi mấy bạn nhìn, he thì cô dùng has, ok chưa? Và chữ not cô phải đem vô chắc chắn luôn. Cô viết tắt là hasn't, ok? Và chữ do cô phải đem về cột thứ ba, nó là bất quy tắc. Ok, hasn't done his homework yet. Thêm một ví dụ nữa đó là chữ already. Already có nghĩa là rồi, à, làm xong cái việc gì đó rồi. Ha, look at the picture. Nhìn nhìn bức tranh mấy bạn. Ha. Bạn này đã ăn xong cái bữa trưa của mình nè. She already finished her lunch. Mình hiểu là gì? Cô ấy đã ăn xong cái bữa trưa rồi. Ok. Và vị trí của already cô nói mấy bạn gì? Rồi, bây giờ mình xác định một tí xíu. Cô có chữ already là dấu hiệu nhận biết hiện tại hoàn thành đúng không? Have has cộng V3ED, have has cộng V3ED. Chúng ta phải thuộc công thức. Rồi vậy thì cô sẽ chia như sau. Đây, ha. Rồi cô sẽ chia đúng không? She thì đương nhiên cô phải dùng gì? Has bởi vì là số ít.
Còn already cô phải để ở giữa mấy bạn, chắc chắn là phải để ở giữa, cái từ already nằm ở giữa ha. Rồi còn chữ finish là hợp quy tắc, cho nên cô chỉ cần thêm gì mấy bạn? ED, xong. Ha, has already finished her lunch, ok. Cô ấy đã ăn xong bữa trưa rồi. Rồi, chữ ever, cô nói với bạn gì? Ever hay dùng trong câu hỏi lắm bạn, đã từng hỏi ai đó có một cái trải nghiệm gì đó chưa, được chưa? Rồi, bây giờ cô có tình huống như sau. You ever be to Singapore? Singapore, ý nó là gì? Bạn đã từng đến Singapore chưa? Ha. Và chữ be này là một động từ khá là đặc biệt mấy bạn. Cô sẽ giải thích riêng sau. Bây giờ mấy bạn chỉ cần nhớ be, cột thứ ba của nó chính là chữ gì? Been. Nhớ nha, nó là bất quy tắc đó, không phải là hợp quy tắc đâu. Cột thứ ba của be là been, ok chưa? Rồi vậy thì đây là câu hỏi nữa. Cô phải đem have has ra đứng trước chủ ngữ. Vậy cô sẽ hỏi như thế này. Đây, câu này cô sẽ biến thành như thế này. Have you ever been to Singapore? Đúng chưa? Bạn đã từng đến Singapore chưa? Đúng không? Rồi, have nè, bởi vì chủ ngữ là you, cho nên chúng ta sử dụng have. Và been là từ chữ be mà ra, đúng không? Cột thứ ba của be là been. Và ever, cô để ở giữa. Have you ever been to Singapore? Ok. Có bao giờ đi Singapore chưa? Rồi, thêm một ví dụ nữa, đó là chữ never. Chữ never là không bao giờ hoặc chưa từng làm việc gì đó. Ví dụ nó là gì? Chúng tôi chưa bao giờ đến Thái Lan cả. Ha, lại là never. Never là dấu hiệu nhận biết. Vậy thì ngay lập tức hãy nghĩ đến thì hiện tại hoàn thành. Ok, vậy chúng ta sẽ chia như thế này. Được chưa? Rồi, never là phải để ở giữa mấy bạn. Tất cả hầu như đều như là để ở giữa. Riêng cái chữ yet. Mấy bạn thấy không? Nó hay nằm ở phía sau lắm. Nằm sau câu, nằm cuối câu chứ. Rồi, we. Cho nên chúng ta sử dụng have, số nhiều, ok chưa? Còn be vẫn là gì? Giống như hồi nãy á, là been, cột thứ ba của be chính là been. Còn never, cô để ở giữa, xong. Chúng tôi chưa bao giờ đến Thái Lan. We have never been to Thailand. We have never been to Thailand, ok? Rồi, tới dấu hiệu gì? Just. Recently hoặc là lately. Chữ recently hoặc là lately nó hay nằm ở cuối câu mấy bạn. Còn chữ just thì nó giống như chữ từ những cái từ đằng trước bạn, nó đứng ở giữa ha. Rồi bây giờ cô xác định come là gì? Bất quy tắc. Bất quy tắc. Vậy thì cột thứ ba là gì nào? Con nhớ không? Come, came, come. Cột thứ ba vẫn giống y như cột thứ nhất. Vậy đó, đọc giống, viết cũng giống luôn. Vậy mới khó chứ, đúng không? Come, came, come. Vậy vậy thì cô sẽ chia như thế nào nào? Đây, cô để ở giữa nè. Đó, chữ just. Rồi, I. Chúng ta sẽ dùng have, đúng không? I have. Ok. Come thì vẫn là vẫn là come, nhưng thực ra là cột thứ ba mấy bạn. I have just come back home. Tôi vừa mới trở về nhà. Một hành động vừa mới xảy ra thôi. I have just come back home. Rồi, cô cho mấy bạn flyers một cái ví dụ. Đây là một cái bài của flyers nè mấy bạn. À, cô lấy xuống để cho mấy bạn xem nha. Ở đằng trước cô bỏ qua đi, cô đọc cái câu cuối cùng thôi. Bởi vì sao cô đọc câu cuối cùng? Để cho mấy bạn thấy rằng là gì? Trình độ flyer là phải biết present perfect. Nếu không biết là khỏi làm được gì luôn. Rồi mấy bạn có nhận diện ra cái từ flown này không vậy? Nó là gì mấy bạn có biết không? Đó, nó là cột thứ ba của chữ gì mấy bạn? Fly, là bay đó đúng không? Fly, flew, flown. Và mấy bạn thấy đây là cột thứ ba, đúng chưa? Vậy thì cô nói gì? Nếu là cột thứ ba mà đằng trước bỏ trống, chúng ta sẽ nghĩ đến hai từ have hoặc là has, đúng không? Đó là công thức của hiện tại hoàn thành. Và chủ ngữ ở đây là he, số ít, cho nên ta sẽ dùng chữ gì mấy bạn? Has. Đó, đây chính là đáp án của cái bài thi flyers trong cái part này, là part sau cùng mấy bạn thấy không? Đó, cái phần mà mấy bạn nghĩ ra một từ và điền vào chỗ trống đó, thấy chưa? Nhận ra không? Rồi, vậy là mấy bạn thấy không?
Động từ bất quy tắc rất là quan trọng khi chúng ta học hiện tại hoàn thành. Cho nên mấy bạn phải ghi nhớ và học càng nhiều càng tốt. Và hãy tập trung ưu tiên học những cái từ phổ biến hay gặp nhất. Rồi sau đó mở rộng từ từ, khi mấy bạn càng lên cao thì học càng nhiều hơn những từ khác. Còn những từ căn bản hãy cố gắng đọc được, biết được nghĩa và viết được từ mới làm bài được nha. Rồi, bye bye.